Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm Thư 2K2. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage của Học Văn Chị Hiền và song song là group Học Văn Chị Hiền vào khung giờ 20 giờ hàng tuần. Rất vui và vinh dự cho Kiều Ninh hôm nay khi được đồng hành cùng các bạn trong số thứ 3 của Tâm Thư 2K2 với một bức thư do bạn Đào Trà My gửi về Tâm Thư 2K2 mang chủ đề như sau. Có phải con đã chưa yêu thương gia đình mình phải không bố? Bố, thật ra có những điều con đã muốn nói với bố từ rất lâu rồi. Nhưng cứ hễ mỗi lần con định mở miệng là con lại bị một cái gì đó bó thắt trong cổ họng, khiến con chẳng dám nói gì. Con đã suy nghĩ rất nhiều và cũng tốn rất nhiều nước mắt để nghĩ về điều đó, nhưng con vẫn chẳng dám nói ra. Vì quá khó nói nên con mới chọn cách viết để mong là mọi người sẽ hiểu con nhiều hơn. Có thể mọi người cho rằng con xáo rỗng hay đánh giá con như thế nào đó, nhưng cái gì dồn nén quá lâu cũng biến thành những giọt nước mắt. Nó gây tổn thương và để lại một vết sẹo to lớn trong tâm hồn, đến nỗi mà cứ mỗi khi đối diện với nó, con lại cảm thấy sợ hãi, bế tắc và tuyệt vọng. Bố có biết không, năm nay con gái của bố học lớp 12 rồi đấy. Cái năm mà đối với bất kỳ ai cũng cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Cái năm mà làm cho tâm trí của con bị rối loạn. Trên lớp thì áp lực bài vở, thầy cô, bạn bè và cả cuộc sống của con nữa. Nó bị thu bé chỉ bằng trường học, lớp học thêm và bàn học của con. Mỗi buổi sáng thức dậy, con lại phải tự kiểm lại xem mình đã giải được bao nhiêu đề toán, viết được mấy đề văn, làm được bao nhiêu đề tiếng Anh rồi nhỉ? Mình có quên gì không nhỉ? Bạn bè của con mỗi lần lên lớp thấy chúng nó kể, hôm qua vừa ngồi nói chuyện với bố mẹ rồi quyết định thi trường này, trường kia. Con biết là bố mẹ cũng rất quan tâm con, gọi cho chú bác về tư vấn cho con. Nhưng bố có biết không, cái chính chẳng nằm ở những điều đó, nó nằm ở sự áp lực và mệt mỏi trong con. Sáng ngày ra ngủ dậy, con bị chì chiết. Trưa đi học về ngồi ăn cơm, con cũng bị chì chiết. Có những hôm tối ngồi học bài, con cũng bị chì chiết. Con đã từng nghĩ rằng, thay vì giống như những ông bố bà mẹ khác, họ quan tâm động viên con cái. Năm cuối rồi, cố gắng lên con, đằng sau con luôn có tất cả ủng hộ con, luôn có tình thương của mọi người làm động lực cho con phấn đấu, thì con lại cảm thấy mình tủi thân vì luôn phải đối mặt với những áp lực và mệt mỏi. Chính áp lực đã giày vò tâm trí con, nó cản bước con mỗi lần con có ý định chạm tay vào ước mơ của con, chạm vào cái cuộc sống tươi đẹp nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm ngoài kia. Bố có biết vì sao con lại dám văng tục một cách thản nhiên hay không? Một phần chẳng phải vì con bị nghe chữ quá nhiều đó hay sao? Con biết lúc nóng giận, ai cũng bong ra những lời nói không mấy là dễ nghe cho lắm. Nhưng chính những lời nói sát thương ấy nhiều lúc lại làm con nhục chí. 12 năm qua, mình đi học vì cái gì chứ? Những cố gắng của mình chẳng nhẽ không ai thấy hay sao? Mọi người luôn miệng nói con này nọ, nói con là đứa chẳng ra gì. Nhưng có mấy ai biết đằng sau cái vẻ ngoài thản nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra của con, là cả một bầu trời nước mắt, là cả những nỗi đau dày vò đầy nghiến tâm hồn con. Tại sao không ai thấy suốt những năm qua con đã cố gắng như thế nào? Kết quả của con đáng để đổi lấy những tiếng cười nhạt hay sao? Con từng nghe một câu nói, cái giá của thành công là mất đi một vài thứ, mất đi một vài mối quan hệ, mất đi một vài người bạn. Còn con thì thấy mình chưa chạm đến được thành công mà đã mất đi sự yêu thương và bảo bọc của gia đình. Chỉ giết con ngủ muộn ngày chủ nhật rồi lười làm việc giúp đỡ gia đình, nhưng chẳng ai quan tâm tối qua
sáng, chẳng ai quan tâm con đã mệt mỏi đến nhường nào. Con đã từng có những suy nghĩ như thế đấy bố ạ. Con thật ích kỷ phải không bố? Con chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nhìn thấy tất cả mọi người đang cố gắng từng ngày để nuôi cái ích kỷ và hèn yếu của con. Con đã chẳng nhìn thấy được sự vất vả đang dần hiện hữu trên khuôn mặt của bố. Con cũng chẳng nhìn thấy bao đêm bố mẹ không ngủ được chỉ vì nuôi con. Con chỉ biết đổ lỗi và đổ lỗi. Con thật đáng trách phải không bố? Bố, cuộc sống mang lại cho con quá nhiều sự lựa chọn. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, con mới nhận ra rằng chẳng đơn giản để làm vừa lòng ai cả. Chẳng đơn giản để có những suy nghĩ làm cho ta mệt mẻ. Cõi sống luôn là cõi phải đấu tranh để tồn tại, đấu tranh để giành giật từng miếng ăn và việc đấu tranh để giành tình thương nữa. Con luôn đặt ra những câu hỏi, tại sao càng lớn lại càng phải mệt mỏi đến thế? Con chỉ muốn giống như ngày xưa, được bố cõng trên lưng đi mua nước ngọt. Chỉ muốn mỗi ngày đi học về, nhận được nụ cười của mẹ và cái xoa đầu đầy truy mến. Nhiều lúc con muốn mình bé lại để được sống trong kỷ niệm, để được bố bắt ngồi ôm cọc học bảng cửu chương, để được bố hò về mỗi lần đi chơi tình bịch đến tận giờ ăn cơm. Những điều đẹp đẽ nhất đã trôi qua. Cái tồn tại duy nhất chỉ là những ảo ảnh về sự hoài niệm trong những năm tháng chẳng bao giờ có thể quên. Có lẽ cuộc sống là như thế. Nó tạo ra cho ta những áp lực, những sóng gió để ta trưởng thành, để dạy ta biết yêu thương và kính trọng, để dạy ta biết thế nào là cuộc sống. Bố có biết không, chính cái cuộc sống ngoài kia đã biến con trở thành một đứa lạnh nhạt, hời hợt và ích kỷ. Cái đau khổ nhất của đời người là nhận ra trong mắt những người yêu thương mình, mình là một kẻ vô giá trị và đốn hèn. Sự ích kỷ đang càng xâm chiếm và đè nặng tâm hồn con. Cứ mỗi lần con lún sâu một bước là con lại nhận ra mình thật cô độc, chẳng ai ở bên cạnh con mỗi khi con phải chinh chiến với cuộc đời. Con mất đi niềm tin và sự dũng cảm để sải bước trên đường đời đầy rẫy chông gai. Khi ấy làm sao con có đủ dũng khí để đấu tranh với hàng vạn con người ngoài kia cũng mong muốn thi vào ngôi trường ấy chứ? Làm sao con có đủ dũng khí để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã chứ? Cái cuối cùng con nhận ra là sau bão táp ào ào ngoài kia, con vẫn luôn có gia đình. Người ta luôn đánh giá và nhìn nhận con người qua hành động bên ngoài của họ. Nhưng chao ôi, chẳng ai cố tìm mà hiểu. Họ chỉ thấy mình ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bị ổi, không có lý do gì để thương, chẳng bao giờ họ thương. Ai cũng như vậy, sau tất cả chỉ có gia đình luôn thương yêu và hiểu mình vô điều kiện. Cuộc sống ngoài kia dẫu có tốt, chăng đi thì đó cũng chỉ là sự giả dối, là sự nhất thời. Đừng quá chạy theo đồng tiền, chạy theo những thứ phù phiếm mà quên đi những con người đang ngày ngày yêu thương ta, ngày ngày chăm sóc và lo lắng cho ta. Cứ thử nghĩ mà xem, sau này khi chúng ta về già, đồng tiền hay vàng bạc chẳng thể làm cho ta vui. Chỉ có gia đình là thứ tồn tại mãi mãi và duy nhất. Nó sống mãi trong hoài niệm và ký ức của ta về những năm tháng của tình yêu thương. Câu chuyện vừa rồi đã thực sự khiến cho Kiều Ninh cảm thấy vô cùng xúc động và trân quý tình cảm gia đình nhiều hơn. Hy vọng rằng tất cả các bạn học sinh 2K2 năm nay, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực và có được sự đồng hành của gia đình, bạn bè, thầy cô. Và hãy nhớ rằng luôn có học văn chị Hiên đồng hành bên cạnh các bạn.